Rồi, hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại Cơ Điện Thoại Ngọc Xương. Chiều hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2024. Thì bên Điện Thoại Di động Ngọc Xương cũng sẽ giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy Android giá rẻ học sinh nha. Tầm khoảng vài trăm cho đến dưới 3 triệu nha anh chị. Thì mình xem được con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp các em để chốt hàng ha. Và số điện thoại là 0879182796. Số Zalo cũng là số này luôn ha. Và địa chỉ ở bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Anh chị mà ở gần thì mình có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy, test máy. Còn ở xa là bên em sẽ ship code toàn quốc cho anh chị. Thì anh chị lưu ý giúp em là bên em bán hàng là đơn hàng mà từ 2 triệu trở lên là bên em sẽ free ship nha. Còn đơn hàng mà dưới 2 triệu là phí ship khách hàng tự trả nha anh chị, tầm khoảng 30 đến 40 ngàn tùy khu vực ha. Và bên em bán là khách uy tín, khách mua hàng bên em rồi thì mình sẽ không cần cọc nha anh chị. Còn khách mà chưa có lịch sử mua hàng ở đâu hoặc là đã có lịch sử mua hàng rồi nhưng mà bực có bơm hàng ấy, thì bên em sẽ nhận cọc 50 ngàn nha anh chị. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là dòng máy thấp nhất nha, mã số 1 nha anh chị. Em có đánh số mã nha anh chị, số mã là em đánh ở phía dưới nha, còn ở phía trên này phải giá tiền của nó nha anh chị. Đây là Samsung J7 Prime màu đen nha, em về được hai con á. Đó, mua mấy cái dòng máy này mua về xài làm máy phụ nha anh chị, nghe gọi Zalo, lướt web, Facebook thì ok nha. Màn hình con này là nhỏ gọn 5.5 inch này, Galaxy J7 Prime, mấy cái dòng này xài vẫn còn rất là mượt nha anh chị. Hiệu năng của nó vẫn còn rất là tốt nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Galaxy J7 Prime ạ, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin 3030 mAh, con này giá bán là 800k nha anh chị. 800k là em tặng cho anh chị một cái ốp lưng và một cái bộ sạc cho mình luôn ha. Đó, Galaxy J7 Prime, full chức năng, máy xài 2 SIM nha anh chị, máy xài 2 SIM. Giá bán cho mình là 800k. Mã số 1 là 800k nha anh chị, Samsung J7 Prime 800k. Rồi mã số 2 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A10 này. Samsung A10 thì màu đen nha anh chị, em còn duy nhất một con màu đen nha. Con này màn hình cũng nói là 6.2 inch á. Màn hình 6.2 inch nha anh chị, RAM 2 bộ nhớ 32GB. Pin con này là 3040 mAh. Màn sáng đẹp không ám hố phản quang nha. 900 ngàn nha anh chị, mã số 2 là Samsung A10 900 ngàn. Đó, xài được 2 SIM cho anh chị nha, full chức năng cho mình. Đó, cảm ứng còn rất là mượt nha mọi người. Hình thức còn đẹp nha, trên 95%, con này giá 900k, mã số 2 là Samsung A10 900k. Rồi tiếp tục qua mã số 3. Mã số 3 là một con dòng máy Oppo A1K, em có màu đỏ với màu đen nữa, mà hiện tại màu đen nó hết pin rồi cho nên là em sẽ giới thiệu màu đỏ không à. Đây là Oppo A1K màu đỏ này, mấy con đẹp nha anh chị. Con này thì màn hình của nó là cũng nhỏ gọn thôi nha, màn hình 6.1 inch đó, mua về bỏ túi vừa vặn nha anh chị. Đó, Oppo A1K này, RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 4000 mAh, màn hình 6.1 inch ha. Con này giá là 900k luôn nha anh chị, mã số 3 là Oppo A1K 900k. Con này thì có sạc, có ốp lưng và có dáng cương lực đầy đủ. Oppo A1K nha, mã số 3 là giá 900k. Rồi tiếp tục qua mã số 4. Mã số 4 thì em có về được 3 màu nha anh chị, màu đen, màu đỏ và màu hồng nha. Màu hồng cánh sen, màu hồng nhạt nha anh chị, màu hồng nhạt rất là dễ thương luôn nè. Đó, màu đen nam tính và màu đỏ cũng cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. 3 màu, hình thức của nó còn khá là mới nha, 95% cho mình á. Đó. Con này cấu hình của nó là RAM 3 nha anh chị. Kiểu dáng màn hình tai thỏ nha. Màn sáng đẹp không ám hố phản quang, Oppo A3s nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB, con này pin của nó là 4230 mAh. Nó sở hữu chip Snapdragon nha anh chị, chip Snapdragon là 4 460 nha. Con này giá bán chỉ có 1 triệu chẵn thôi ạ. À, có 3 màu cho anh chị lựa chọn ha, màu đỏ, màu đen và màu hồng nha anh chị. Con nào cũng full chức năng tất cả cho anh chị luôn. RAM là RAM 3 bộ nhớ là 32GB ha, Oppo A3s ạ. À, mã số 4 là giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn này, Oppo A3s bản RAM 3 bộ nhớ 32GB. Rồi tiếp tục qua mã số 5. Mã số 5 là dòng máy Redmi 9A. Redmi 9A thì em có màu đen nha anh chị, còn một con màu đen. Con này màn hình của nó lớn nha anh chị, màn hình 6.5 inch á. RAM là RAM 2 bộ nhớ là 32GB nha, pin thì tới 5000 mAh. Đó, Redmi này là Redmi 9A nha anh chị, Redmi 9A full chức năng cho anh chị nha. Bản 32GB, màu đen nha anh chị. Con này giá bán là 1 triệu chẵn này. Mã số 5 là Redmi 9A 1 triệu chẵn cho anh chị. Máy đẹp nha anh chị, full chức năng cho mình, nó xài 2 SIM. Mã số 5 giá 1 triệu này. Rồi tiếp tục qua mã số 6. Mã số 6 thì
máy Samsung nha, đây là Samsung A03, em có hai màu, một là màu đen, hai là màu xanh nha anh chị. Đó, hình thức của nó là còn khá mới, khá đẹp. Lưng là mặt lưng nhám nha anh chị, mặt lưng nhám. Màu xanh của nó là cấu hình RAM 3, bộ nhớ 32 GB nha. Đó, màn hình mấy cái dòng này sáng nha anh chị, màn sáng trong mà. Đó, Galaxy A03 này. Con này phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Màu xanh là RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Thì giá bán cho anh chị là 1,5 triệu nha. Màu xanh RAM 3 bộ nhớ 32 GB là 1,5 triệu. Còn đối với con mà màu đen ấy, thì RAM 4 bộ nhớ 64 GB. RAM 4 bộ nhớ 64 GB thì giá 1,6 triệu cho anh chị nha. Đó. Màu đen là 1,6 triệu, RAM 4 là 1,6 triệu, còn RAM 3 là 1,5 triệu nha anh chị, mã số 6 ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 7. Mã số 7 là dòng máy Redmi, đây là Redmi 9C này. Redmi 9C thì bản RAM 4 ạ. Con này RAM 4 bộ nhớ 128 GB, màn hình 6.5 inch. Redmi 9C con này màn hình của nó là lớn 6.5 inch, pin này trâu khỏe 5000 mAh nha anh chị. Đó, cam đồ ok nha, cam đồ rất là nét luôn cho mọi người luôn ha. Con này giá bán là 1,5 triệu này, ba camera và một đèn flash nha anh chị, có vân tay đầy đủ. Đó, Redmi 9C nha, giá 1,5 triệu cho bản RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Rồi tiếp tục qua mã số 8. Mã số 8 là dòng máy Realme 5i này. Realme 5i thì màu xanh này, màu xanh rêu nha anh chị, màu xanh rêu. RAM 3 bộ nhớ 32 GB nè. Màn hình con này là 6.5 inch nha, và con này sở hữu chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Đó, chip Snapdragon là 665 nha mọi người. Mua về xài chơi game được thoải mái cho em ha. Màn hình 6.5 inch, pin trâu khỏe 5000 mAh. Mã số 8 là giá bán là 1,4 triệu nha. Đó, Realme 5i giá 1,4 triệu cho mình. Rồi tiếp tục qua mã số 9. Mã số 9 là dòng máy Vivo Y12 ạ, màu xanh đen nha anh chị. Vivo Y12 màu xanh đen. RAM 3 bộ nhớ của nó là 64 GB. Đây ha, giới thiệu về điện thoại Vivo 1904 hay còn gọi là Vivo Y12. RAM 3 bộ nhớ 64 GB. Con này pin của nó là 5000 mAh nha. Đó, pin 5000 mAh, màn hình 6.3 inch. Con này giá bán cho anh chị là 1,4 triệu nha. Mã số 9 là giá 1,4 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 10. Mã số 10 là dòng máy Realme C3. Realme C3 thì em có bản màu màu đỏ nha anh chị. Màu đỏ, màn hình con này là 6.5 inch. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Pin của nó tới 5000 mAh nha anh chị, pin 5000 mAh. Đó, màn hình lớn 6.5 nha. Con này giá bán là 1,250 triệu này, Realme C3. Con này xài pin rất là trâu nha anh chị, mấy cái dòng này xài pin trâu, xài cực kỳ bền nữa luôn á. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 GB thì xài cũng tương đối mạnh nha anh chị. Đó, mấy cái mà nhu cầu như là nghe gọi Zalo, lúc TikTok, Facebook gì á, nói chung là hiệu năng cũng nó cũng còn rất là tốt nha anh chị. Đó, xài này ngon, giá bán là 1,250 triệu cho mã số 10 nha. Rồi tiếp đến là mã số 11. Mã số 11 là em có 3 màu nha anh chị. Đây là Samsung A20s này, về được 3 màu, màu đen, màu xanh đen và màu đỏ nha anh chị. Đó, máy rất là mới ken cho mình ha. RAM là RAM 3 nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ của nó là 32 GB. Đó, con nào cũng đẹp hết nha anh chị, cấu hình của nó ngang nhau luôn, hai con kia hiện tại nó hết pin cho nên em đỡ phía dưới nha. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32 GB, pin của nó 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình luôn á. Đó, màn sáng đẹp, màn của nó là 6.5 inch nha anh chị. Màn 6.5 inch, giá bán là 1,4 triệu nha. Mã số 11 là dòng máy Samsung A20s, 1,4 triệu, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Con này sở hữu chip Snapdragon là 439 nha anh chị, giá 1,4 triệu cho mã số 11 này. Rồi tiếp đến mã số 12 ạ. Mã số 12 là dòng máy Vivo Y02s, màu xanh ngọc nha anh chị. Con này nó thiết kế cái viền vuông nha, viền vuông cam tròn rất là đẹp mắt nha mọi người. Con này đời 2022 á. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Dòng pin trâu lên đến 5000 mAh nha anh chị, Vivo Y02s. Màn hình con này 6.5 inch, con này em đỡ là giá bán cho anh chị là 1,7 triệu nè. Đó, Vivo Y02s giá 1,7 triệu cho anh chị, màu xanh ngọc nha, hai cam lớn rất là đẹp nha anh chị. Hình thức con này tầm khoảng 98% cho mình ở mã số 12 là 1,7 triệu. Rồi tiếp đến là mã số 13 ạ. Mã số 13 là một con dòng máy Oppo A95 nha anh chị, màu trắng. Con này thì hình thức của nó còn rất là mới nha anh chị.
đó xịn sò cho mình luôn ha. RAM là RAM 8 bộ nhớ 128 GB, hình thức thì tầm khoảng 98-99% luôn nha anh chị, gần như là máy mới luôn cho mình á. RAM 8 bộ nhớ 128 GB, pin của nó tới 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị nè. Đó phiên bản Android 13 chấm nha anh chị. Chip Snapdragon là 662 nha, chip Snapdragon 662, con này giá bán cho anh chị là 2 triệu 9 đó. Đó, màn hình Super AMOLED nha, màn hình rất là sáng nha anh chị, vân tay hiển thị dưới màn hình, máy không lỗi làm gì hết, không một vết chày nha anh chị. Đó, hàng là hàng công ty, hàng chính hãng toàn bộ cho mình luôn ha, giá bán là 2 triệu 9 cho mã số 13. Rồi tiếp tục qua mã số 14. Mã số 14 là một con dòng máy Oppo. Đây là Oppo A57 nha anh chị, màu xanh ngọc này. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. À, con này pin của nó là lên đến 5000 mAh nha anh chị. Viền vuông cam tròn cho mình luôn ha. Đó, Oppo A57, RAM 4 bộ số 64 GB, màn sáng đẹp cho anh chị luôn nha. Con này giá bán là 2 triệu 2 này. Viền vuông cam tròn cho mình, giá 2 triệu 2 cho anh chị mã số 14 nha anh chị. Đó, con này hình thức của con đẹp keng len keng luôn ha, 98-99% cho mình, mã số 14 là 2 triệu 2. Rồi tiếp đến mã số 15. Mã số 15 là dòng máy Oppo Reno 6Z 5G. À, con này thì hình thức của nó còn đẹp nha, vỏ sau này nọ thì ok, màu xanh nhạt nha anh chị, không trầy xước gì hết. Màn hơi ám theo thời gian nha anh chị. Màn là màn hình Super AMOLED nha, màn hình có hơi ám theo thời gian, ám nhẹ thôi không có đáng kể nha anh chị. Đó, Oppo Reno 6Z 5G, RAM là RAM 8 bộ nhớ 128 GB, pin của nó là 4030 mAh nè. Nó sở hữu chip Dimensity là 800U lỗi 8 nha anh chị. Phiên bản Android 13 chấm ha. Con này vân tay thuộc nó ở dưới màn hình nha anh chị, full chức năng cho mọi người. Đó, hỗ trợ sạc nhanh, con này giá bán là 2 triệu 6 á. Oppo Reno 6Z 5G 2 triệu 6, máy zin toàn bộ cho mình ha. Mã số 15 là 2 triệu 6. Rồi tiếp đến mã số 16. Mã số 16 là dòng máy Samsung này. À, đây là Samsung A04 nha anh chị, Samsung A04 màu xanh đen. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Con này phiên bản Android của nó là 14 chấm nha anh chị. Pin thì 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình ha. Galaxy A04 là nó có sạc nhanh cho mình luôn á. Đó, sạc nhanh vô pin nha, hai cam lớn và một đèn flash. Màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen, con này giá bán là 1 triệu rưỡi này. Mã số 16 là giá 1 triệu rưỡi cho anh chị nha. Rồi tiếp tục qua mã số 17. Mã 17 là dòng máy Realme. Đây là Realme C12 màu đỏ nha anh chị, Realme C12 màu đỏ. RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Con này nó có ưu điểm cái là pin trâu nha anh chị, pin của nó tới 6000 mAh. Anh chị mà muốn mà mua máy mà cần cái độ pin trâu cực kỳ trâu thì mình lấy cái con này đi. Giá thì cũng vừa tầm thôi, không có cao nha anh chị, chỉ có một củ tư thôi. Một củ tư là 1 triệu tư đó nha anh chị. Đó, Realme C12, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Chức năng ok hết nha. Giá chỉ có 1 triệu tư thôi. Pin 6000 mAh luôn nè. Thì hình thức của nó cũng còn khá là mới, con này trên 95% cho mình luôn ha. Giá bán là 1 triệu tư cho mã số 17 này. Rồi tiếp đến mã số 18. Mã 18 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A31 bản màu đen nha anh chị. À, con này RAM 4 bộ nhớ của nó là 128 GB. RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Pin thì 4030 mAh, màn hình 6.5 inch nha. Đó, Oppo A31 màn sáng đẹp không ám mố phản quang nha anh chị. Màu đen cho mình ha, ba camera và một đèn flash, giá bán là 1 triệu 6 thôi. Mã số 18 là 1 triệu 6 cho anh chị nha. Oppo A31 1 triệu 6. Rồi tiếp tục mã số 19. Mã số 19 là dòng máy Realme ạ. Đây là Realme 6i nha anh chị, Realme 6i. Con này hôm nay em thanh lý cho anh chị giá rẻ sập sàng luôn nha. Con này cái màu này hình như là em không có duyên bán cái màu này sao á. Đợt nào nhập cái màu này về cũng tồn hàng hết. Cái màu này rất là đẹp nha mọi người, cái màu này màu xanh lính á, nó không có bị dơ nha, mà không hiểu sao là mình không có duyên bán cái màu này, nhập mấy cái màu kia thì bán hết trơn, còn cái màu này tồn lại. Đây là Realme 6i nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ là 64 GB. RAM 3 bộ nhớ 64 GB, con này pin của nó tới 5000 mAh, nó hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị nha. Chip Snapdragon là, quên, con này chạy chip là chip Helio là G80 nha anh chị. Màu này màu xanh lính cho anh chị luôn ha, giá bán chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 64 GB, hỗ trợ sạc nhanh, pin trâu mà chỉ giá có 1 triệu rưỡi thôi nha. Mấy cái dòng này mua về xài chơi game ổn áp ngon lành cành đào cho mình luôn ha. 4 camera và một đèn flash.
Đó, Realme 6i giá 1,5 triệu cho anh chị, mã số 19 nè. Rồi tiếp đến là mã số 20 ạ. Mã 20 là dòng máy Oppo A5s. Oppo A5s thì hiện tại em còn 3 con nha anh chị, màu đỏ, màu đen và màu màu xanh nha, đỏ, đen và xanh. Mấy con mới keng nha anh chị, không trầy xước nhiều nha. Con này cấu hình của nó là RAM 3 nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Pin thì 4020 mAh nha. Đó, Oppo A5s pin 4020 mAh, màu xanh, màu đỏ và màu đen. Full chức năng tất cả cho anh chị nha, hiệu năng còn rất là tốt, cảm ứng mượt mà cho mình luôn ha. Con này giá bán chỉ có 1,2 triệu mỗi con thôi. Oppo A5s này 1,2 triệu cho mình. Mã số 20 là Oppo A5s 1,2 triệu, màu đen, màu đỏ và màu xanh dương cho mình ha. Giá chỉ có 1,2 triệu mỗi con à. Đó, tặng đầy đủ phụ kiện cho anh chị luôn. Mua hàng bên em là có sạc, cóp lưng và dán cứng lực đầy đủ cho anh chị. Rồi tiếp tục qua mã số 21. Mã 21 là dòng máy Vivo, đây là Vivo i15. Vivo i15 thì bản RAM của nó là RAM 4 nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB. Pin 5000 mAh nha. Vivo i15 là pin 5000 mAh, RAM 4 ở 64 GB. Màn hình 6.3 inch nha anh chị, con này giá bán là 1,5 triệu á. Đó, Vivo 1901 thì còn gọi là Vivo i15 màu xanh đen ha. Giá 1,5 triệu cho anh chị là 3 camera và một đèn flash nha anh chị. Giá 1,5 triệu, có sạc, cóp lưng và dán cường lực đầy đủ. Đó, máy đẹp nha, 95%. Rồi tiếp tục qua mã số 22. Mã 22 là dòng máy Samsung A11 màu trắng tinh nè. Galaxy A11 nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Con này pin của nó là tới 4000 mAh nha, pin 4000 mAh hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị. Con này giá bán cho mình là 1,4 triệu này. Galaxy A11 nha anh chị, Galaxy A11 giá 1,4 triệu, viền mỏng cho mình nha. Cầm cái máy nó cũng nói chung là nó cũng khá là mỏng nha anh chị. Đó, đẹp mắt ha. Màn hình của nó là màn hình kiểu dáng màn hình nút ruồi á anh chị. Giá bán là 1,4 triệu cho mã số 22 này, Samsung A11. Đến là mã số 23. Mã 23 là dòng máy Samsung nha anh chị, đây là Samsung A12. Màu xanh này, màu xanh lá nha anh chị. Hình thức của nó còn trên 95% cho em ha. 4 camera và một đèn flash. Đó, cấu hình con này là RAM 6 nha anh chị. RAM 6 bộ nhớ của nó là 128 GB nha. Pin thì tới 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị. Galaxy A12 nha, Galaxy A12. Con này giá bán cho anh chị là 2,050 triệu. Cho bản RAM 6 nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 128 GB nha. Vân tay tích hợp nút nguồn cho mình. Máy đẹp nha anh chị, trên 95%, giá bán là 2,050 triệu. Rồi tiếp nữa là em còn một con dòng máy Redmi K30 hàng mới full hợp nha, còn một con duy nhất đó. Còn một con thôi nha anh chị, màu tím cho mình này. Hàng này là hàng mới full hợp nha, hàng mới full hợp, hàng thanh lý cho anh chị này. Màu tím rất là đẹp nha mọi người. Màn hình của nó là 6.7 inch á. Màn hình 6.7 inch, RAM thì RAM 8 bộ nhớ là tới 256 GB nha. Đó, màn rất là sáng. Redmi K30, RAM 8 bộ nhớ là 256 GB, pin thì 4500 mAh. Nó sở hữu chip Snapdragon là 730G nha anh chị, 730G. Màn hình to 6.7 inch, con này giá bán cho anh chị là 2 triệu 950 nha, 2 triệu 950 cho dòng máy Redmi K30 hàng mới full hợp nha anh chị. Đó, mua về xài rất là ok, mấy cái dòng này xài thì rất là mượt nha anh chị. RAM thì RAM tới 8 cộng 3, bộ nhớ là tới 256 GB, tha hồ mà mình lưu trữ dữ liệu nha. Đó, trong này thì có cái ốp lưng miếng dán cường lực. Và trong này thì có bộ sạc nhanh nha, bộ sạc nhanh 33W nha anh chị. Đó là hàng mới full hợp cho mình luôn á. Đó. Giá 3 giá 2 triệu 950 á. Giá 2 triệu 950 cho em nha, có sạc, ốp lưng và dán cường lực đầy đủ cho mình. Hàng này là hàng mới full hợp nha anh chị. Đó, Redmi K30 nha. Rồi tiếp tục tới máy tính bảng nha anh chị. Máy tính bảng thì em vẫn còn nhiều nha anh chị. Đợt này nhập về cũng tầm khoảng mỗi loại là tầm khoảng 3 đến 4 cái á. Máy tính bảng hãng Samsung nha, em sẽ giới thiệu cái máy tính bảng nhỏ trước. Đây là máy tính bảng Samsung Tab A7 Lite. Màu đen nha anh chị, màu đen. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB nè. RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Con này là màn sáng đẹp nha. Hôm qua em có bán một con là cái màn của nó ám bên đây thì em bán 1,6 triệu nha. Còn con này là màn sáng đẹp cực kỳ, hàng mới cho mình luôn nha. Đó, hàng 98.9, hàng là new cho mình luôn á. Màu này là màu đen xám nha anh chị, màu đen xám. Màn hình thì 8.7 inch. RAM là RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Con này phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị.
Đó, mua về xài bỏ sim vô nghe nghe gọi bình thường nha, hỗ trợ mạng di động 4G, wifi đầy đủ ok cho anh chị này, hỗ trợ sạc nhanh, có lô kép cho anh chị, một lô phía dưới và một lô ở phía trên nha. Đó, ok hết cho anh chị luôn ha. Con này giá bán là 1 triệu 8 này. 1 triệu 8 là em tặng kèm một cái bao da mới nha, một cái bao da mới và một cái bộ sạc nhanh cho mình. Rồi Samsung Tab A7 Lite nha anh chị, full chức năng tất cả, xài sim được nha. Giá bán cho mình là 1 triệu 8. Đó, tặng một cái bao da và một cái bộ sạc nhanh cho anh chị nha. Samsung Tab A7 Lite là 1 triệu 8. Đến là một cái máy tính bảng T515. Đây là máy tính bảng T515. Con này thì màn hình cũng nó lớn hơn là con Tab A7 Lite nha anh chị. Màn hình của nó tới 10.1 inch á. RAM là RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin thì tới 6.000 mAh nha. Còn máy tính bảng nhỏ T515 là pin của nó là 5.000 mAh nha anh chị. Còn máy tính bảng lớn này là pin 6.000 mAh, cũng hỗ trợ sạc nhanh cho mình luôn nha anh chị, hỗ trợ sạc nhanh pin 6.000. Đó, lô là lô kép cho anh chị luôn ha. Con này chỉ có cái điều là cái màn hình của nó có hơi bị xước lông mèo nha anh chị, mặt kính trước này. Mặt kính trước hơi xước lông mèo nhẹ xíu không đáng kể nha anh chị, em có dán sẵn cái miếng cương lực phía trước cho mình rồi nha. Đó, có hơi xước lông mèo nhẹ xíu thôi, không đáng kể gì hết đâu. Đó, mới zin toàn bộ cho anh chị luôn. Con này giá bán là 1 triệu 9 á. 1 triệu 9 là tặng một cái bao da và một cái bộ sạc nhanh cho mình luôn ha. Bình thường thì con này là em nếu mà nó không có bị xước lông mèo ấy, thì em sẽ bán giá là 2 triệu mốt nha anh chị. Nhưng mà con này nó hơi xước lông mèo nhẹ cho nên là giá của nó sẽ giảm hơn 200k nha. Đó, giá bán là 1 triệu 9, có sạc và một cái bao da mới cho mình luôn ha. Rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một vài con như vậy. Thì anh chị cứ xem được cái nào mà mình cảm thấy hợp lý thì mình liên hệ trực tiếp cho em để mua hàng ha. Và số điện thoại là 0879182796 nha anh chị. Hoặc là anh chị cứ nhắn tin Zalo và số điện thoại này cho em cũng được ha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.